Rồi quý vị, cái combo này tiếp theo là cái combo 448 nha quý vị. Có 5 cây kim ba xưa nha, 5 cây này là 350 bao phí ship luôn ha quý vị. Anh em nào mua thì vui lòng chuyển khoản trước nha. Kim ba xưa hôm gài tôi cũng bán cho quý vị rồi, hôm gài đó, khỏi quảng cáo nữa ha. Lá nó nhỏ xíu luôn ha mà nó nu nhiều nha. Này tôi mới vừa bấm cái đọt vô, mới vừa tỉa lại nha quý vị. Chứ nó ra đọt non, nhìn cái lá nó đẹp lắm nè, cái đọt non đó nè, nu cục cục luôn ha. Rồi hai cây, cây số 3 nha quý vị, nu dữ lắm nha nè, đó cành nhánh thì đầy đủ hết trơn luôn ha. Rồi cây số 4 nha, đó cành nhánh bài bản hết trơn luôn ha. Rồi 4 cây cuối cùng, cây số 5. Cây này nu dữ lắm luôn nè. Đó, nhỏ xíu mà nu ghê luôn không? Dáng thiên nhiên luôn nè ha. Rồi 5 cây 350 bao phí ship nha quý vị. Anh nào mua thì chuyển tiền trước nha quý vị. Rồi, vui lòng chuyển khoản trước ha. Xuống luôn.